Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên nhĩ giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên nhĩ giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên thanh giới, nhĩ thức giới và nhĩ xúc cùng các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thanh giới cho đến các thọ do nhĩ xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên tỷ giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên tỷ giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên hương giới, tỷ thức giới và tỷ xúc cùng các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên hương giới cho đến các thọ do tỷ xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên thiệt giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thiệt giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên vị giới, thiệt thức giới và thiệt xúc cùng các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên vị giới cho đến các thọ do thiệt xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên thân giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên thân giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên xúc giới, thân thức giới và thân xúc cùng các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên xúc giới cho đến các thọ do thân xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên ý giới không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên ý giới không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì ngã không biên giới nên pháp giới, ý thức giới và ý xúc cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không biên giới. Phật dạy, như vậy là rốt ráo thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, vì duyên gì mà nói vì ngã không biên giới nên pháp giới cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không biên giới là rốt ráo thanh tịnh? Này Thiện Hiện, vì rốt ráo là không, không biên giới là không nên rốt ráo thanh tịnh.